Xin chào tất cả các bạn đang coi cái clip của Quang. Hôm nay để trả lời cho tin nhắn cho một bạn có hỏi là mi của em thay lông xong thì tịt thoát luôn, và lại thêm cái tật là mổ rách hết cả giấy lót ở lồng đó. Và làm sao để nó lên lửa lại đấy, cả hai con đều bị như thế. Thì trước mắt ấy, để trả lời cái tin này thì Quang nghĩ rằng là cũng rất là nhiều người đang gặp ở cái tình trạng như này, cho nên là Quang làm cái clip để trả lời cho tất cả các bạn được biết luôn. Đấy, cái trường hợp mà con chim họa mi mà nó thay lông xong ấy mà nó bị mất lửa mà nó tịt thót luôn ấy thì nó đã Quang đã làm cái clip hướng dẫn rồi. Đấy, cái trường hợp đấy là cái trường hợp mà chim của các bạn là có thể khả năng là bạn này thì chắc là mới nhắn này, lạ này, chắc là chưa cho ăn cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang được. Đấy, hoặc là có thể là cái sản phẩm mà cám bạn đang cho ăn đây là nó không đủ chất. Đấy, thì là cái con chim của các bạn đây là nó trong cái quá trình nó thay lông nó cần rất là nhiều chất mà nó không đủ, mà chúng ta nuôi nhốt ở trong lồng nhỏ quá ấy, thì là con chim nó sẽ ăn uống nó không đầy đủ chất đấy, thì là nó sẽ không có lực để nó hót nữa. Đấy, thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà các bạn phải bổ sung ngay, đổi ngay cái sản phẩm cám nó chuẩn một chút này. Cái thứ hai nữa là cái chế độ mồi tươi. Đấy, thì chúng ta lên cho chim ăn nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là cái tật mà nó mổ rách hết cái giấy lót ở dưới đáy lồng ấy là gì, nó bị thiếu chất. Đấy, nó bị thiếu chất cho nên là nó phải mổ nó ăn cái giấy đấy, hoặc là nó tìm những cái chất đấy. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng là như này này, ở ngoài tự nhiên ấy thì cái con chim nó bay nhảy tự do, nó kiếm ăn ấy thì nó ăn đầy đủ mọi thứ, nó đào bới đất cát rồi là có cái gì nó ăn cái đấy, nó bổ sung được các cái chất khoáng cho nó đấy. Thì các bạn nuôi ấy, thì chắc là các bạn chưa bao giờ biết đến cái chuyện là cho các con ăn con giun đất, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn phải bổ sung luôn. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là cái con giun đất ấy là cái con mà rất là nhiều khoáng. Đấy, ngoài ra thì như này này, ngoài ra thì các bạn có thể lấy cái phân của các cái hạt mà con giun đất nó đùn lên vào buổi sáng đấy. Đấy, thì các bạn sẽ lấy cái hạt đấy, các bạn sấy khô đi và các bạn trộn lẫn với cám để cho chim ăn. Đấy, thì nó cũng tạo ra được rất là nhiều khoáng. Vâng, cái con chim mà mình nuôi nhốt ở trong lồng ấy mà chúng ta chỉ cho ăn mỗi cám không ấy, mà cái cám mà các bạn đang cho ăn ấy mà nó không đủ chất ấy, thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra cái điều đó. Nó bị mất lửa, rồi thì là nó bị tụt lửa, rồi thì nó cắn áo lồng. Thế còn nếu như bạn nào mà nuôi mà lại cám mà lại tốt quá ấy, thì nó lại thành ra mổ lồng. Đấy, tức là gì, nó căng lửa quá, nó nóng ở trong người. Đấy, nếu bạn nào mà cho ăn cái sản phẩm cám mà nó nóng quá ấy, thì lại bị cái trường hợp là con chim nó sẽ bứt ở trong lồng, nó cứ mổ lồng cùng cục ấy, rồi nó lồng lộn đấy đấy. Thực tế ra đấy không phải là căng lửa mà các bạn biết đâu, bởi vì sao? Bởi vì trong người nó bị cái chất kích thích đấy, cũng như là chúng ta bị nóng ở trong người cũng thế thôi. Đấy, thế bây giờ mà bạn muốn làm thế nào để cho nó lên lửa trở lại thì trước mắt là chúng ta đấy phải cho ăn uống đầy đủ này. Bạn có thể cho cái con chim của bạn ra cái lồng lực đấy, chúng ta sẽ lấy các cái đất cát, đất chúng ta lên đào cái loại đất mà ở vườn ấy nó có giun giữa các thứ ấy, chúng ta cho vào cả cỏ cả các thứ ấy đó, để cho nó đào bới, nó ăn uống ở trong đó. Bây giờ chúng ta bổ sung nhiều mồi tươi vào, cho vào lồng lực ấy, thì nó bay nhảy thì là nó sẽ ăn được rất là nhiều mồi tươi và nó bổ sung cho cái cơ thể của nó. Đấy, sau khi mà thấy chim nó ổn định và nhìn thấy lông lá nó mượt rồi, chúng ta cho ra lồng dưỡng rồi nó sẽ lên lửa thôi. Đấy, thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà chim nó bị mất lửa là do thiếu chất, chắc chắn một điều như thế. Thế còn cái trường hợp thứ hai nữa là cái trường hợp mà chim của các bạn ấy là nó mổ cái giấy ở dưới đáy lồng ấy. Thực tế ra có những cái trường hợp mà những cái con chim nó thuộc cái dạng cái chim bánh tẻ, cái chim mà nó dạng như kiểu nó hiếu động ấy đó, thì là nó căng lửa quá, hoặc là nó không có việc gì làm ở trong lồng, nó cũng mổ giấy, nó nghịch, nó tung giấy lên. Đấy, thì cái trường hợp đấy là trường hợp chim bánh tẻ. Đấy, chim kiểu chim truyền đấy, rồi chim nó chưa có tuổi rừng ấy. Đấy, thì các bạn nếu như mà các bạn gặp phải những con chim đó thì các bạn có thể xem cái clip của Quang đã hướng dẫn, có cái giấy bóng kính của vở của học sinh ấy, chúng ta sẽ lót lên trên cái giấy thì con chim nó sẽ nhảy xuống đấy, nó trơn, nó mổ thì là nó một thời gian nó quen thì là nó sẽ không mổ được nữa, thì lúc sau này thì chúng ta sẽ bỏ cái giấy bóng kính ra. À, đấy, thì cái trường hợp là như thế. Và qua cái sản phẩm này thì Quang xin qua cái clip này thì Quang xin
có tự giới thiệu cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang. Đó, các bạn lên sử dụng nó rất là chuẩn. Cho ăn thì là khẳng định với các bạn là chim nó sẽ đầy đủ các cái yếu tố để mà có thể sức đề kháng ở trong lồng tốt này. Rồi thì thay lông lá xong thì có màu lông vàng sáng óng mượt đẹp. Đấy, sau đó thì nó sẽ lên lửa dần và có cái sức hot, sức thi đấu rất là tốt. Thì Quang cũng đã bán cho cả những anh em mà có thể mang chim đi thi mà có giải, có thành tích rồi. Đấy, và bản thân thì Quang cũng đã nuôi thử nghiệm thành công rất là nhiều con chim họa mi. Mang ra giàn ra cội nó chơi đấu hot tốt. Đấy, sức hot của nó toàn tầm trên 2 tiếng đồng hồ thôi. Đấy, và thì bạn nào mà có nhu cầu mua cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang thì có thể liên hệ qua cái Zalo số điện thoại 0983494068. Vâng, và rất hân hạnh được phục vụ quý khách và ship hàng tại nhà cho các bạn. Vâng, các bạn sẽ nhận hàng và trả tiền cho nhân viên giao hàng. Vâng, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của Quang và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong các cái clip sau.